Dạ, con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây ha. Thì ngày hôm nay cũng có đến địa điểm vườn kiển đầu quen thuộc ở trên kênh nha với cô chú anh chị, là vườn của anh Mười Kiển ở Tân Thành, Lai Dung, Đồng Tháp. Thì ngày hôm nay anh Mười cũng có một số cây kiển rất là to để giao lưu với cô chú anh chị mình trên mọi miền cả nước ha. Rồi, em chào anh Mười ơi. Xin chào em Nhận và mến chào quý anh chị cô bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay nhà vườn Mười Kiển xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô bác và cảm ơn kênh. Dạ, cảm ơn quý anh chị cô bác đã vừa qua đã ủng hộ kênh và ủng hộ nhà vườn ạ. Địa chỉ của em là ở Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại 0766920780 cũng là số Zalo của nhà vườn. Thì không để mất thời gian của anh chị, nhà vườn Mười Kiển đem vào cây số 1 ạ. Cây số 1 là một cây lộc vừng nha anh em. Lộc vừng, ý nghĩa là tài lộc mang tới dạ. Nhà với cô chú. Lộc vừng này lộc vừng. Có tứ hình tướng dáng thế rất là dễ thương nha anh em. Nó như một con thú ngồi anh ha. Dạ, nó có cái củ giống như một củ khoai to vậy nha anh em. Chiều cao như em? Dạ, chiều cao của em nó là 1,5 m nha anh em. Dạ, rồi, chiều cao dạ, tán ngang 1,5 m luôn anh em ơi. Dạ. Ở hoành củ ở vị trí này là 146 nha anh em. Ở dưới nó còn to nữa anh ha. Dạ, dưới là 1m148 nha anh em. Đây nếu như mà anh Mười đo chùm ra mấy cái bệ này thì nó còn to nữa nha. Nhưng dạ. Mà mình chỉ tính đại khái vậy thôi anh ha. Đây củ đế nó như thế này nè anh em. Củ đế em cưng cây em vú lại thôi nha anh em. Kiểu như mình ấm lại cho nó ấm mấy cây. Đúng để mình rồi, nó ấm màu nha. Dạ. Đây, củ rất là to với cô chú. Cây thì nó cũng có một cái chi tiết điểm lỗi ngay chân đây, nhưng mà nó nằm bên cái mặt hậu với cô chú. Đây nhựa nó đang bơm ra nè quý cô chú. Nhựa đang bơm ra rất là mạnh. Còn ở trên đây là mình dán cái bạc đây cho nắng nó đừng có táp vô thôi anh ha. Dạ. Chứ nó không có ảnh hưởng gì hết với cô chú anh chị. Cây này có dấu hiệu cũng như là mình nuôi đang nuôi có dấu hiệu là nó liền thẹo liền da lên luôn nha anh em. Nó đang cái lộc vừng. Đặc biệt là cái cây lộc vừng này là lộc vừng siêu bông với cô chú. Đây cái lá này là lá siêu bông rồi với cô chú. Còn cái loại kia thì cái lá nó rất là to thì bông nó không có xiên bông bằng nha quý cô chú. Dạ. Rồi cho em xin giá giao lưu cây mã số 1 luôn anh Mười ha. Dạ, cây lộc vừng mã số 1 này có giá là 4.900.000 à. Em bao phí ship 200 km. 200 km à. 4.900.000 với cô chú. Rồi vậy mình qua cây mã số 2 luôn anh ơi. Mã số 2 là tiếp theo là một cây xanh xanh quê nha anh em. Cây xanh quê. Cây xanh quê mà dài lắm luôn nha anh em. Nó nằm trên cái bệ này rất lâu à. Đây có cái rễ bên này nó sải qua nè mấy cô chú. Đây sải qua dạ, chiều cao là 1,1 m nha anh em. Tán ngang của em nó là dạ, tán ngang của em nó là 1 m nha anh em. Là em không có tính cái cây không có tính cái tử ở dưới anh ha. Dạ, cái cây này phu thê nha anh em, giống như cây phu thê hai dòng vậy. Cốt cành rất là to. Thì cái cây này em giao lưu rồi nữa em nhổ ra em bó bầu lại em gửi đi nha anh em. Tại vì cái bệ này nó được không được đẹp anh em. Dạ, em phải nhổ đi làm cho nó tiện hơn nữa anh em, vô cái bệ khác nó sẽ đẹp hơn à. Nó sẽ tăng vẻ đẹp của cây lên hơn nhiều ạ. À. Dạ em xin lặp lại cây mang mã số 2 này có giá là 1.600.000 ạ. À. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Cây này khi mà khách chốt thì mình sẽ ốp lên mình bó lại anh ha. Dạ. Cái cây này nếu như mà đóng cái kiện là cái giá này là không có lời luôn với cô chú, tại vì cái kiện rất to. Dạ, mình bán cũng như bán cây phôi anh ha. Dạ em bán cây phôi ạ. À. Rồi mình đo cái hoành cái vị trí này giùm em luôn cái anh ha. Đây. Chứ mình đo tổng cái hoành bệ của cái thằng chủ thôi. Dạ em đo tổng cái vị trí chỗ này. Được, vị trí này đây. Vị trí chỗ này của em nó là 50 nha anh em. Dạ rồi anh đo tổng luôn cái bệ mình đo dòng tới đây. Dạ tổng bệ của em nó là 131 nha anh em. 131. Mình chị hao mình tính 130 đi anh ha. Dạ. Cây này nếu mà có anh em có chơi qua cái dòng xanh này thì nó cái độ già nó rất là đáng được siêu tầm nha anh em. Già dữ lắm nha anh em. Đây, nó già dữ lắm, già luôn quý cô chú ơi. Độ thoát thân của em nó là 47 nha anh em. 47 à. Cái mình nằm dài của em nó là 40 nha anh em. Mình dài đây nè. Ở vị trí này em đo là 40 nha anh em. Dạ, rồi. Giá là 1.600.000 anh ha. 1.600.000 ạ. À. Cây này em tính như cây phôi, em cắt xương xương lại, em bóp lại, em bóp bầu em gửi đi nha anh em. Dạ, rồi mình đổi cây luôn anh ha. Vô mã số 3 luôn anh Mười ơi. Dạ, mã số 3 này là một cái cây mận vàng nha anh em. Dạ, có giá là 2.500.000, em bao phí ship 200 km ạ. Đây cây nó đã đâm chồi nè quý cô chú. Mạnh lắm nha nè. Cây rất là mạnh. Cây này phù hợp cho anh em mà chơi ghép cây mận hoàng yến nha anh em. Dạ, chiều cao của em nó là 92 ạ. À.
Dạ đường kính bầu của em là 92 luôn à. Chiều cao 92, đường kính bầu 92 luôn nha anh em. Cây này là bảo đảm sống khỏe 100% nha anh em. Dạ hoành thân ở vị trí này của em là 97 nha anh em. 97 cm với cô chú. 97, khía cạnh cây mận này già dặn khía cạnh lắm luôn nha anh em. Cây đế rất là đều luôn với cô chú. Dạ anh em vui lòng thông cảm mà tại vì vườn của em hơi chật á. Dạ nó đôi khi quay clip nó hơi ấy. Em bảo với mấy anh em là những cái mặt cắt này là riêng 100% nha anh em. Tại em dán với bạc lại cho nó mau liền thẹo, mau khỏe cây á. Đây, dàn chân rất là đều với cô chú. Thì những cái mặt hẹo này thì nó dán bình thường nha với cô chú. Hẹo mặt cắt thôi. Giá là 2,5 triệu anh ha. Dạ, em xin lặp lại cây mang mã số 3 này có giá là 2,5 triệu. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Rồi. Cây này tâm tược xum xê nha anh em. Nhưng cây mà nó chưa có lộ ra quá. Và tiếp theo là một cây dâu dâu gì? Dâu tầm ăn anh ha. Dâu tầm ăn à, dâu dán bonsai nha anh em. Dán là hình chữ C ạ. À. Đang vô bông vô trái luôn nè quý cô chú. Dòng này là dòng dâu siêu trái nha. Siêu trái à. Dạ chiều cao của em nó là 1 m à. Dạ đường kính bầu của em nó là 76 à. Đường kính bầu 76 à. Dạ hoành gốc của em nó là 83. Dạ rồi. Thì cái cây này có nó hình dáng kiển nha anh em. Thì lúc mà chủ nhà có làm chóc da một phần da này nè. Thì em xin vệ sinh rồi em chấm dán với bạc lại vậy nè nghe nè. Cho nó mau liền thẹo thì anh em nào có đã có chơi qua cái dòng cây này thì nó mau kéo thẹo, mau kéo mặt cắt lắm nha anh em. Đây, cái dòng siêu trái là nó ra bông ra trái vậy nè với cô chú. Nó ra tược là nó có bông có trái nha. Dạ. Cái trái của nó ăn chua chua ngọt ngọt, chị bao tử rất là hay. Cây này rất đẹp nha anh em, đó. Cây này dán kiển luôn nha anh em, còn cành cành một nè, cành phong nè, cành rớt đây nè, dưới dựng cái đọt lên là chơi ok luôn nha anh em. Giá là 3 triệu anh ha. Dạ, mã số 4 này có giá là 3 triệu à, em bao phí ship 200 km nha anh em. Cây rễ đế rất mạnh nha anh em. Rồi mình vô cây mã số 5 luôn anh em. Dạ, tiếp theo đây là một cây xanh năm điền nha anh em, mã số 5 ạ. À. Mà số 5. Ủa, số 5 cây khế nha nè. Một cây khế. Cây này nó cũng đã đâm chồi sống khỏe nào biết cô chú. Cây này sống khỏe 100% nha anh em, bảo đảm sống rất khỏe nha anh em. Chiều cao của em nó là 1,5 m à. Tán ngang. Dạ tán ngang của em nó là 50 nha anh em. Đường kính bầu. Dạ đường kính bầu là 80 à. Đường kính bầu là 8 trên dưới 86 nha anh em. Đường kính bầu trên dưới 86 ạ. Dạ hoành thân ở vị trí này của em nó 92 hơn mà em tính 91 nha anh em, hơn 92 đó. Dạ rồi. Dạ em xin lặp lại ạ. Cây mã số 5 này có giá là 4,500,000. Cây khế già. Em bao phí ship 200 km nha anh em. 4,500,000. Cây khế già nè. Dạ tiếp theo đây là một cái sen năm điền nha anh em. Sen năm điền mã số 6 anh ha. Cây mã số 6 à. Với cô chú. Chiều cao như em? Chiều cao 1,2 m à. Tán ngang 1 m à. Chiều cao 1,2 m, tán ngang 1 m à. Dạ đường kính bầu của em nó là 1,7 m nha anh em. Đường kính bầu 1,7 m luôn. Hoành thân em đo vị trí này nha anh em. Cái này có dán bye bye nè, em đo này đi. Là 91 nha anh em. Dạ rồi. Nếu em đo chụp dưới này nữa là nó hơn nha anh em, tại nó có cần bay nè. Rồi giá giao lưu luôn anh đây. Dạ cây xanh này có giá là 7 triệu à. Cây mang mã số 6 này có giá là 7 triệu à. Em bao ship 200 km nha anh em. Cây này phù hợp cho mình chơi hòn non, chơi bể cá rồi, rồi chơi thấy mấy cái thế gián nuôi cá rồi nha anh em. Dạ tiếp theo đây là một cây lộc vừng ạ. Cây lộc vừng ạ. Rồi vậy mình vô cây mặn mã số 7 luôn anh ha. Dạ. Đây một cây mặn rất là khủng đó nào quý cô chú. Dạ cây mặn này mang mã số 7 nha anh em.
Thì hồi nãy nó sung xê cho em cắt bớt cho nó dễ coi anh em. Đây những cái dấu cắt này với cô chú, kiểu như mình tỉa bớt cho nó gọn thôi. Thì cái này cô chú anh chị mình chốt về và mình lọc nhánh thêm nha với cô chú. Mình lọc nhánh thêm nữa mình vô dây mình. Đây những mặt cắt em dán với bạc lên anh em. Nó cũng ra được chặn hết rồi nè với cô chú. Đây. Bên này nó cũng có nha. Do quanh gốc. Và chiều cao của em nó là 2 mét à. Tán ngang của em nó là 87 nha anh em. Và đường kính bầu của nó lấy tay ra. Đường kính bầu của em nó là 1m1 à. Quanh gốc. Quanh gốc 1m7 à. Dạ rồi, cây rất là to với cô chú ơi. Quanh gốc của em nó là 1m7 nha anh em. Dạ. Cây mang mã số 7 này có giá là 4 triệu à, em bao phí ship 200 km nha anh em. Chỉ có 4 triệu thôi với cô chú ơi, mình sở hữu một cây mặn rất là khủng với cô chú. Này em ship xe tải rồi anh em ơi. Rồi mình đổi cây luôn anh ha. Dạ, tiếp theo đây là một cây lộc vừng à. Lộc vừng, ý nghĩa là tài lộc mang đến nhà với cô chú. Mang mã số 8 à. Nhiều. Dạ. Hả? Dạ chiều cao của em là 7 tấc à. Đường kính bầu của em nó là 80 à. Dạ hoành củ đế của em nó là 86 à. Dạ rồi. Hoành củ đế 86 à. Cây đâm chồi sống khỏe nha nè. Cây mang mã số 8 này có giá là 2.200.000 à. Em bao ship 200 km nha nè. 2.200.000 à. Dạ đường kính bầu của em nó là 80 nha nè. Cây lộc vừng nha nè. Cái tên nó rất là duyên dáng nha nè. Lộc vừng, ý nghĩa là tài lộc mang đến nhà với cô chú. Nửa này nó sắp ảnh luôn cho tất. Rồi cây này giá nó chỉ có 2.200.000 thôi anh ha. Dạ cây lộc vừng này có giá 2.200.000 thôi ạ. Đó, em tóc hết rồi cho anh em coi. Dạ, tiếp theo đây là một cây lộc vừng nữa mang mã số. Đây cây mã số 9 đây với cô chú. Một cây tam tài. Dạ một cây cây lộc vừng mang mã số 9 ạ. Có giá là 5 triệu ạ. À. Em bao phí ship 200 km. À. Chiều cao 1m9 ạ. À. Tán ngang 1m5 ạ. Dạ rồi. Hoành thân đưa đây. Mình đo hoành tổng trước đi anh ha. Dạ hoành tổng luôn ạ. Để cái hoành. Dạ hoành tổng của em nó là 1m75 ạ. À. 1m75 ạ. À. Cây này đế đấm nó cũng rất là ok với cô chú. Dạ đường kính bầu của em nó là 1m1 à. Dạ cây lộc vừng này mang mã số 9 này có giá là 5 triệu à. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Đây mình mua cây vừng được khuyến mãi thêm cây mai nữa nè với cô chú. Dạ khuyến mãi thêm cây mai ạ. À. Mai vàng. Hai cây luôn rồi, đây cây nữa anh em. Được hai cây là mình mua một cây mà mình được ba cây đó với cô chú. Một cây vừng và hai cây mai vàng. Đây cây lá sâm xê ha cô chú anh chị mình chốt về thời gian nó sẽ cho bông nha. Cái bông lục vừng thì với cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi ha. Bông nó rất là đẹp. Nó sủ xuống dài dài nhìn rất là tê nha. Rồi mình vô cây kế tiếp anh. Tiếp theo là một cây lộc vừng ạ. À. Cũng là lộc vừng luôn. Cây mang mã số 10 ạ. À. Mã số 10, cây có dáng mẫu tử với cô chú. Hả? Hả? Chiều cao của em nó là 1m3. Tán ngang bà là 7 tấc ạ. À. Và hoành củ đế. Hoành củ đế của em nó là... Không thôi luôn, hoành củ đế giùm anh. Dạ hoành củ đế của em nó là 98 ạ. À. Dạ rồi, 98 cent, cây đâm chồi sống khỏe hết thưa cô chú. Dạ đây. Cây mang mã số 10 này có giá là 2 triệu ạ, à. Em bao phí ship 200 km cho anh em chơi ạ. À. 2 triệu nha anh em. Cây rất yêu thương luôn, giá rất là mịn màng luôn. Dạ tiếp theo đây là một cây khế già nữa nha anh em. Có hình dáng rất là thấy cưng ạ. À. Mã số 11 anh ha. Mã số 11 ạ. À. Này cô chú anh chị mình chốt và mình vô dây được luôn nào quý cô chú. Dạ hoành ra hoành củ đế nó là 1m à. Chiều cao bao nhiêu? Chiều cao 1m9, tán ngang 1m9 ạ. À. Cây này già già dữ lắm nha nè. Đặc biệt nó có cái cành thống này nhìn cũng rất là hay nha quý cô chú. Dạ. Thì em xin chia sẻ thêm ạ, à. Cái cây nó cũng còn nhiều đường cắt á. Nếu về những anh em nào có tay nghề cao á thì cắt làm lại những cái cây dáng thế nó sẽ đẹp hơn của em ạ. À. Em giống như em cũng không có, em chỉ cắt tới đó thôi ạ. À. Kiểu như mình cắt trừ hao anh ha, cắt trừ hao ạ. À. Cho khách có chốt về rồi mình làm thêm ha, mình làm dạ. Thêm theo ý mình.
cây này cũng có cành nhỏ ở đây nè, anh em nữa bẻ cây tử nhỏ, cây bonsai nhỏ như đó cũng thấy cưng lắm. Mình làm một cây bonsai con ở dưới gốc. Đây những cái thược này cô chú anh chị mình chốt về mình vô dây được rồi quý cô chú, hoặc là mình nhân giống ra mình chiết nhánh ra cũng được ha. Mã dạ, em xin lặp lại ạ. Cây khế già mang mã số 10 này, mã số 11. Giờ phiếu 11 này có giá là 4.500.000 à, em bao ship 200 km ạ. Dạ rồi. Tiếp theo đây là một cây lộc vừng mang mã số 12 ạ. Cái đó 10 rồi phải không? 11. 11 lộc vừng mang mã số 12 nha nè. Đây là cây 12 là biết cô chú. Dạ. Nguyên một cái cục đế đặc quẹo luôn anh ha. Dạ. Cây 12 này rất duyên dáng à, em bứng rồi em để trên đó luôn. Cái này cây này sống khỏe anh em. Em bó bầu cái là em đưa đi à. Kiểu như cây nó đã thừng rồi với cô chú. Cây này là bảo đảm với anh em là cây là sống khỏe 100% á. Chiều cao của em nó là 1m6 nha nè. Tá ngang 1m4 à. Dạ, hoành củ đế ở vị trí này của em nó là 125 nha anh em. 125 nếu mà đo chùm luôn mấy cái này luôn nè anh em. Thì nó sẽ to hơn à. Dạ, trên dưới 2m nha nè. Tầm khoảng 2m anh ha. Trên dưới 2m á. Thì cái cây này em đã bứng, em đã nhổ lên nó để trên mặt đất luôn, khơi lên gì là nó sống khỏe lắm nha nè. Thì anh em cứ yên tâm mà chơi này, em nhổ lên em bó bầu lại em đưa đi à. Dạ em xin lặp lại à, cây mang mã số 12 này có giá là 4.700.000 à, em bao phí ship 200 km nha nè. Thì em xin chia sẻ thêm là cây lộc vừng mà có nó ra nó đỏ đọt đỏ mà tím gì này, cái bông nó đẹp lắm nha nè. Bông nó rất là đẹp ạ. À. Thì cái này ở mấy người anh em, mấy anh em ở ngoài miền ngoài đó là cái đấy là chỗ lọc anh em. Đúng rồi, nó bung lọc nha, lọc màu đỏ rất là đẹp. Rồi mình đổi cây anh ha. Rồi vô mã số tiếp theo anh mời ơi. Dạ mã số tiếp theo là một cây mai chí thủy trung nu nha anh em. Thì nó có nguyên cái cụm gừng nguyên cái bệ luôn, nó gì nha anh em. Em mua sao thì em bán vậy anh em. Thì cái này anh em nào có tay nghề giỏi đó, anh em về cắt phá ra những cái thế dáng, nó nhiều cái thế dáng đặc biệt trong cái cây này lắm nha nè. Đây liền lạc hết cho biết cô chú. Cái form này là cô chú anh chị mình chốt về là mình tỉa mình chơi thôi, chứ mình không có cần mà chỉnh sửa luôn với cô chú. Cái này cây mai này là cây mai chứa thủy trung nu nha nè. Đây bông nó ra nè với cô chú, nó ra đọt là nó ra bông. Đặc biệt là cái dòng bông chú thủy nó rất là thơm anh ha. Thơm dữ lắm, thơm à. Dữ lắm, nó thơm với cô chú anh. Mình trồng trước cửa nhà là mình ngửi mùi hương của nó thôi là cũng rất là ok. Rồi cho em xin thông số luôn anh đây. Dạ. Tán ngang nhiều tăng. Tán ngang cây mai chú thủy này là 1m3 chiều cao. Chiều cao 1m6 ạ. Hoành thân. Hoành thân của em nó là 90 ạ. Hoành là 90 với cô chú. Dạ. Đường kính bầu của em nó là 74 ạ. Đường kính bầu 74 nha anh em. Dạ cây mai chú thủy trung nu này có giá là 2.500.000 ạ, bao phí ship 200 km ạ. Dạ chỉ có 2.500.000 thôi với cô chú. Cây gắt. Cây mang mã số 13 nha anh em. Cây mai chú thủy trung nu mang mã số 13 có giá là 2.500.000, em bao ship 200 km nha anh em. Cây này phù hợp cho anh em nào quán cà phê hay là sân vườn cây chơi cảnh đó, thì anh em để vô là rất là đẹp ạ. Tại cái dòng mai chú thủy trung nu này nó sẽ xiên bông, nó thơm nhiều nha anh em. Nó xiên bông rất là xiên bông mà cái thơm, độ thơm nó rất là dai dẳng à. Thơm nó nhẹ nhàng, thơm rất là dai à. Rồi mình đổi cây luôn anh Mười ha. Rồi vô mã số tiếp theo luôn anh Mười ơi. Dạ mã số tiếp theo là một cái cây lộc vừng già dặn lắm nha anh em. Nhưng mà em cắt tới đây em chưa cắt nữa, ra cái có cái động lực để em quay clip em bán nó luôn nha anh em. Nhiều khi anh em thấy em làm chưa tới đó, về anh em giờ làm thêm á. Cái này thì cốt cành nó cũng to hết, tại biết cô chú anh chị mình về ví dụ như mình muốn giật cốt rồi đó, để mình đệm lại kiểu như mình lấy cốt cành to ha. Mình làm lại cái cây thì nó rất là đẹp. Đây cái đường thân nó trong nó già, nó nu nằng đây nè quý cô chú. Cái thẹo ngay đây là nó liền luôn nè quý cô chú. Đây, dạ cái thẹo bên đây em cắt rồi đó, nó cũng liền luôn nha anh em. Đây cái thẹo này đó, thẹo này. Đây nó kéo rất là mạnh quý cô chú. Còn cái thẹo này thì nó còn miếng nữa hả? Đây chút xíu nó là liền hết luôn quý cô chú. Mấy cái thẹo đây là liền hết rồi, còn cái thẹo này thì còn lọc quần. Dạ lọc quần dài nha anh em.
thấy vậy nó già lắm nha, da nó trắng, già trắng móc luôn như nè. Rồi cho em xin thông số cây luôn anh ha. Dạ, hoành thân của em nó là 1m rưỡi à. Dạ, chiều cao nó là hả? Chiều cao là 2m1 à. Tán ngang 1m rưỡi à. Chiều cao nó 2m1, tán ngang 1m rưỡi à. Hoành thân 1m rưỡi luôn nha anh em. Dạ, cây mang mã số 14 này có giá là 15 triệu à. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Đường kính bầu 1m nha anh em. Thì cây này già dặn lắm nha anh em. Được những cái mặt hẹo mặt cắt rồi nó cũng tương đối liền lạc à. Rất là già cây luôn quý cô chú chị. Dạ, em xin chia sẻ thêm mà cái cây này em mới có tháo dây xương xương à, nhưng mà bữa nay em thấy thích quay nó, cái em quay clip lên cho mấy anh em về có chốt được thì anh em làm thêm à. Đây, cái này mình gọc băng keo ra cái là rồi à. Ví dụ như mà khách có chốt thì anh Mười sẽ có thể anh Mười sẽ tháo bằng ca tháo những cái dây nhôm này ra hết cho quý cô chú anh chị mình cũng vẫn được ha. Cái này em ship 200 km nha anh em. Cây này ship xe tải với cô chú ơi. Ship xe tải à. Cây to gì là có thể là xài ba chân mới được chú với cô chú, chứ khiêng tay thì chắc khiêng không nổi nha. Tại cây rất là nặng với cô chú ơi. Giá là 14 triệu anh ha. Dạ 10 xin lỗi dạ. À, 15 triệu à. Dạ 15 triệu với cô chú. Giá 15, là 15 triệu. 15 triệu à. Cây mang mã số 14 à. Cây mang lọc vườn mang mã số 14 có giá là 15 triệu nha anh em. Dạ 15 triệu bao ship 200 cây số. Bao ship 200 km à. Dạ, rồi mình đổi cây luôn anh ơi. Rồi mình vô cây mã số tiếp theo luôn anh Mười ơi. Dạ, một mã số tiếp theo là một cái cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh em. Rất là duyên dáng à. Chiều cao nhiêu tấn? Rồi mình đo chiều cao luôn anh ha. Dạ. Dạ, chiều cao của em nó là trên dưới 1m rưỡi nha anh em. Dạ, tán ngang trên dưới 1m rưỡi luôn à. Cây rất là già với cô chú. Đây, nhìn cái dàn cốt cành đây. Những cây này là cây thần mô anh ha. Cây thần mô em trồng như mô à. Kiểu như cũng đã có cắt dịch rồi cô chú. Đây, cây nguyệt quế này mang mã số 15 nha anh em. Dạ đường hoành thân của em nó là 46 à. Dạ rồi, anh đo cái đường kính ngang của mặt đế nó đi anh, mình nhân cho 3 là nó ra cái hoành đế nổi nha. Dạ đường kính bầu của em nó là 79 à. Dạ rồi, ngang mặt đế là dạ. 79. Độ thoát thân của em nó là 22 à. Cây rất là già luôn quý cô chú ơi. Dạ em xin lặp lại, cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mang mã số 15 này có giá là 5 triệu à. Em bao phí ship 200 km nha anh em. 5 triệu em bao phí ship 200 km nha anh em. Tại cái cây này nó em trồng trên nó mô, bây giờ nó hơi chài chài xuống nữa em sẽ lấy lên nó tiện hơn à. Mình nó còn mình lứ dữ à. Mình bứng bầu mình dở lên chắc là mình giao thôi với cô chú. Tại dạ. Vì cây thần thì cô chú anh chị mình cứ việc yên tâm ha. Đây cốt cành của nó đây với cô chú. Rất là lực lưỡng nha. Nó già dữ lắm, nó già với cô chú. Dạ em xin lặp lại, cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mang mã số 15 này có giá là 5 triệu à. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Dạ rồi mình cây thuần mô nha anh em. Dạ rồi mình đổi cây luôn anh, vô cây tiếp theo luôn anh Mười ha. Dạ cây tiếp theo là một cái cây lộc vừng nha anh em. Cây lộc vừng đang mang bông nhiều, rất nhiều nha anh em. Thì cây lộc vừng này em trồng ở đây cũng già lắm nha anh em. Đây đặc biệt là nó đang ra bông với cô chú. Đây những cái chùm bông bên đây nữa nè quý cô chú, nó đang nhú ra nha. Đây những chùm bông đây, bên này nó ra nhiều lắm với cô chú, nhưng mà cái góc ở trong thì nó hơi khó quay ha. Con chờ mình tới con quay cho quý cô chú anh chị mình xem rõ ràng để mình chốt cây ha. Đặc biệt là cái cây này nó với mình, cái mình y gian như một con thú lết anh Mười ha. Dạ. Đây nó có cái cành hồi lại đây với cô chú, đây nó lượn, đây nó lắc lượn rất là đẹp. Cây nó có cành hồi lại, nhìn khéo cây lắm với cô chú. Cây nằm trên cái bồn dài, rất là khéo cây. Dạ em xin lặp lại à, cây lộc vừng mang mã số 16 này có giá là 7 triệu à. Em bao phí ship 200 km nha nè. Dạ chiều cao của em nó là 9. Chiều cao của em nó là 1m9 à. Tán ngang 1m9 à. Hoành thân dưới này. Khó quá đi. Nè. Nhiều. 67. Hoành thân của em nó là 67 à. Rồi anh đo cái mình dài của con thú lết nó luôn anh Mười ha. Dạ.
Dạ, cái mình dài của em nó là 90 ạ. 90. Mình dài của em là 90 ạ. Rồi đâu anh đo thử cái phản này thử anh ha. Mình đo từ đây đi, từ cái góc mình đo tới đây đi ha. Dạ. Tới đây đi, tới đây coi nó được bao nhiêu. Dạ, cái mình dài ở vị trí này của em nó là 80 ạ. Dạ, rồi. Cái mặt bên đây là nó có cái ghẻ nó vòng ra nó nằm chút gian cái giòn thú nó chồm tới. Em đo vị trí này của em nó là 60 nha anh em. 60. Cây lộc rừng này có dáng thế rất là duyên dáng nha anh em. Rồi, giá của nó là 7 triệu anh ha. Dạ, 7 triệu ạ. À. Cây lộc rừng mang mã số 15 này có giá là 7 triệu ạ. À. 16. Rồi anh đo giùm em cái đường kính cái của cái bồn của cây á, chiều dài với chiều ngang luôn anh ha. Dạ. Đường kính chiều dài của em nó là 2m25 ạ. 2m25 ạ. 1m3, 2m3, 2m3. 2m3 rồi đường ngang. Đường ngang nó tầm 1m1 ạ. Dạ, 2m3, 1m1 với cô chú chị mình có chốt về hay dụ như mình lựa cái chậu rồi đó. Mình đưa vô là nó vừa ha. Đây, giá chỉ có 7 triệu thôi. Cây này cái nó có cành hồi rất là đẹp với cô chú. Cái gọng này gan như cái gọng nửa phần trăng luôn với cô chú ơi. Rồi cây này là cây cuối cùng của mình chưa hay là mình còn nữa anh ha? Dạ, cây cuối clip của em ạ. À. Dạ. Cây rất là đẹp. Hay qua tao quay thêm cây nữa. Dạ. Rồi anh Mười còn một cây nữa nha quý cô chú. Rồi mình vô cây mã số 17 cuối clip của mình dạ, anh ơi. Mã số 17 là một cái cây Lê Kim Ai nha anh em. Đâm tược chôm xe anh em ơi. Chiều cao của em nó là 1m5 ạ. Dạ rồi. Tán ngang. Tán ngang nó 1m3. Tán ngang 1m3. Hoành củ đế. Củ đế nó tròn do tròn bẹ luôn quý cô chú. Củ đế. Hoành củ đế của em nó là 90 ạ. Đường kính bầu. 70. Đường kính bầu của em nó là 70 ạ. Đây cây đâm chồi sống khỏe hết quý cô chú. Ra tược rất là mạnh. Cái này cô chú anh chị mình chốt về là mình có thể mình lọc bớt thì mình vô dây mình bẻ luôn nha với cô chú. Dạ. Cái này là mình vô dây mình vắt nó co được rồi nè. Dạ, cái cây mã số 17 này có giá là 2.700.000 nha anh em. Em bao phí ship 200 km ạ. 2.700.000 thôi anh ha. 2.700.000 á. Cây này tiền ship cũng rất là nặng với cô chú. Giá ship 200 km nha anh em. Dạ, giá chỉ có 2.700.000 thôi với cô chú. Dạ, em xin chia sẻ thêm ạ. À. Cái cây này thí dụ như em ship đi thì em sẽ bấm vô bớt nha nè. Giống như cây này cây phôi em bấm vô ngắn ngắn vô vậy nè. Kiểu như mình rút lại cưa gà luôn anh. Còn ha. Không em lặt lá em buộc sát vô. Mình rút lại mình chừa cái mắt lá lại cũng được với cô chú. Em tuốt lá em buộc sát vô như dễ vận chuyển hơn ạ. À. Nó đỡ cầm kềnh với cô chú ơi. Rồi cũng là mã số cuối cùng của clip. Dạ, cuối clip ha. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô bác cần tra trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ kênh và ủng hộ nhà vườn ạ. À. Em cảm ơn em nhận và em của em đã vui là tà lòng giúp đỡ cho em ạ. À. Em xin hết ạ. Dạ rồi.